là ghe chùa Công Bông Chóp đợi tốc độ lần 2 bơi ngược nước hướng về khán đài đua ghe ngò. Đó là ghe ngò chùa Công Bông Chóp, đó là mặc màu áo màu xanh đọt chuối, nón đọt chuối và chiếc ghe ngò cũng màu xanh đọt chuối, và người ngồi mũi đó là mặc áo đỏ quần đen, và người thổi còi đó là mặc áo màu vàng. Đó là chiếc ghe ngò chùa Công Bông Chóp thuộc về xã Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Năm nay là ghe ngò chùa Công Bông Chóp rất là nổi luôn. Đây là ghe ngò chùa Công Bông Chóp. Mình cũng rất mong là năm nay ghe ngò chùa Công Bông Chóp sẽ gây bất ngờ lớn tại dòng sông Mắc Rô. Đó là ghe ngò chùa Công Bông Chóp dầm rất là đều, chiếc ghe đi ngược nước rất là lẹ, nhanh như chốt. Đó là ghe ngò chùa Công Bông Chóp về Châu Thành, Sóc Trăng. Đây, đây là cũng huyện nhà của mình ha. Đây là đó là huyện Châu Thành. Đây, người ngồi mũi đó là đội nón màu đỏ, áo màu đỏ và chiếc quần màu đen, và hai người thổi còi đó là áo màu vàng. Đây là ghe ngò chùa Công Bông Chóp bơi ngược nước mà tốc độ đi rất là nhanh. Đó là bơi nhịp 2 thôi các bạn. Đây là bơi nhịp 2 rồi. Đó, chưa tăng tốc nha. À, chiếc ghe tăng tốc đó, các ghe đã tăng tốc nè. À, đây. Có lẽ là ngược nước các bạn nha, tốc độ. Tốc độ ngược nước rất là lẹ. Đó là ghe ngò chùa Công Bông Chóp. Đây là tốc độ ngược nước. Rất là lẹ các bạn nha, ghe rất là nhảy. Ghe rất nhảy, đó là ghe ngò chùa Công Bông Chóp. À, tới đây thì ghe đã dừng lại để mà thử tốc độ khoảng là 300m để biết cái cần câu của mình đúng hay là không. Nếu cần câu đúng thì có thể là chùa Công Bông Chóp sẽ đưa ghe về chùa. Nếu mà ghe ngò chưa đúng thì có thể Công Bông Chóp sẽ chỉnh sửa cần câu lại nữa. Ở đây cũng có sư đi theo dõi trong dò lại cano và lại này composite, đó là sư đi theo để theo dõi tốc độ ghe của chùa Công Bông Chóp. Đây là ghe về để thử tốc độ ha. Đây là ghe ngò chùa Công Bông Chóp thuộc về huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Ghe lại nha, ghe về phía sau thử tốc độ lần đầu tiên, lượt đầu tiên, không phải lần đầu tiên mà lượt đầu tiên. Đó, sân ghe thì bơi khoảng 50m à. À, không có bơi tới đây, thử tốc độ khoảng 50m rồi quay lại. Rồi hình như là sân ghe thấy bên đây màu áo nổi quá không bơi lại luôn. Và không bơi bệnh. Đây là ghe thử tốc độ nha. Đây là ghe ngôi Công Bông Chóp. Màu áo rất là tươi nha. Bơi cái cho khán giả xem coi. Rồi anh Úc Dũng Thơm nằm bên tay trái. Úc Dũng Thơm A Kiếm Thiện Miền Tây. Thiệt, ông Dũng Thơm kiếm nè. Dũng Thơm ghe. Đây là ghe ngò Công Bông Chóp chuẩn bị từ tốc độ lượt đầu tiên. Sao ghe hoài vậy, không bơi đi trước vậy, xuống nước mà. Ồ, ghe xuống dưới bơi cho khán giả xem. Khán giả nhà đây là ghe Công Bông Chóp các bạn ha, ghe Công Bông Chóp. Đây cũng thuộc về xã Nghiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Như vậy là huyện Châu Thành năm nay là có 6 chiếc ghe ngò nam, 1 chiếc ghe ngò nữ. Rồi phía bên kia là sân ghe tăng tốc nữa rồi, bơi là sân ghe là bơi mình ơi luôn. Không có lên đây. Độ khoảng 50 m. Khoảng 50 m là ngưng rồi, thử cần câu. Rồi như vậy là giống như anh Vương ra thổi còi ở giữa vậy á. Bao Vương á. Khi, hả? Thằng Khi. Khi hả? Danh Khi. Biết rồi, dạ dạ. Khi và dạ. Dương nồn đại đó. Dương ở giữa. Khi ở trước. Danh Khi với anh Vương. Đó.
bận rồi quá trời rồi, sân ke quá mạnh rồi. Quân viên vận động viên năm nay là quá mạnh rồi, chùa sân ke. Anh vào thắng đường đây. Rồi vậy là ghe xuống dưới để cho dạng như cho cái cổ động viên của ghe nhà xem. Đó là ghe ngò chuột công con chót. Mà tụt ra đó, tụt ra tán ra khốn á. Ê, mẹ của chúng nó anh. Vậy là ghe chuẩn bị xuất phát nha. Chuẩn bị. Ê. Phúc. Chấm điểm bằng bằng cái ba lấy Phúc. Ừ. Phúc này món lắm. Bằng cái ba lấy mọi người. Ừ. Rồi vậy là ghe chuẩn bị xuất phát rồi. Đó là ghe ngon không con chóp. Tui ghe cho đàn. Chuẩn bị xuất phát lượt đầu tiên. Đây là ghe ngon con bông chóp. Thiện miền Tây ông Dũng Thêm kiếm nha. Úc. Úc Dũng Thêm kiếm á. Rồi vậy là ghe xuất phát lượt đầu tiên. Đó là ghe ngon chuột con bông chóp bơi xuôi nước. Bơi về hướng ngã tư dòng sông Mát Rô. Đây đây rất đẹp luôn, rất đẹp. Ghe bơi rất đẹp rồi, ghe tốc độ quá êm luôn. À ghe ngon con bông chóp của Châu Thành. À đây ghe rất là đẹp, bơi rất đẹp luôn, tốc độ rất là nhanh, tốc độ nhanh như chốt luôn. Đó là ghe ngon chuột con bông chóp của Châu Thành, bơi rất đẹp, màu áo đẹp, nón đẹp, chiếc ghe đẹp và người ngồi mũi cũng đẹp và tốc độ đi cũng đẹp, nói chung là chùa con bông chóp tất cả đều đẹp. Làm nha, rửa đây nhỉ. Đó là con bông chóp bơi xuống dưới các bạn ha. Bơi xuống dưới. À, bơi xuống chỗ ghe sân ke. Nói lại nữa. Mến chào cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh của mình. Bữa nay mình tiếp tục review chiếc ghe ngò chùa con bông chóp đã đến dòng sông Mát Rô. À, đó là chiếc ghe ngò chùa con bông chóp thuộc về xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. À, chiếc ghe ngò này được sửa chữa khoảng 30%. Năm nay thì chùa Công Phong Chóp vẫn nhìn vận động viên chùa Công Phong Chóp mang màu áo xanh đọt chuối và nón đọt chuối và chiếc ghe cũng màu đọt chuối. Nói chung là chùa Công Phong Chóp năm nay chơi màu nổi, đó là màu đọt chuối. Nói chung là ghe ngò Công Phong Chóp thu về huyện Châu Thành. Như vậy là trưa nay là ngày 20 tháng 11, đó là ghe ngò chùa Sân Ke cũng là ghe ngò mới. Hiện tại là ghe ngò Sân Ke đã thử tốc độ được khoảng một vòng. Hiện tại là ghe ngò Sân Ke đã thay cần câu mới. Một chút nữa sẽ thử tốc độ. Chắc có thể là ghe ngò Sân Ke sẽ thử tốc độ với ghe ngò Công Phong Chóp thuộc về huyện Châu Thành. Đây là ghe ngò chùa Công Phong Chóp. Nói chung là ghe ngò này lên qua văn rất đẹp. Đó là màu xanh đọt chuối. Và các quân đơn viên cũng là màu xanh đọt chuối. Nói chung là năm nay ghe ngò này xài toàn là màu xanh đọt chuối. Đó là ghe ngò chùa Công Phong Chóp thuộc về xã Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Năm 2022 thì ghe ngò Công Phong Chóp đã vô dòng 32 đội mạnh. Nói chung mình nói đội mạnh đi, 32 đội.
nói chung là mình nói gì là vô được 32 đội coi như là mạnh rồi ha, mình qua được vòng bảng đó. Bây giờ là cầu thủ chuẩn bị xuống dưới ghe để thử tốc độ lượt đầu tiên. Hiện tại là trời nắng khoảng là 35 độ C tại dòng sông Mapro, nhưng mình cố gắng để ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem. Dù trời rất là nắng nhưng mà mình cũng rất là đam mê về môn đua ghe ngò này của đồng bào dân tộc Khmer. Mình cũng cố gắng để mình ghi hình cho cô chú bạn theo dõi, cô chú bạn xem cái đội ghe chùa Công Phong Chóp. Mình cũng rất mong một chút nữa sẽ có hai đội thử tốc độ, đó là chiếc ghe ngò chùa Sơn Ke thuộc về huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ghe ngò chùa Sơn Ke cũng năm nay cũng sửa chữa chiếc ghe ngò khoảng 90% do thờ danh vương và dịch vụ sửa chữa. Ghe ngò chùa Công Phong Chóp là do thờ danh rươn Kiên Giang đóng vào năm 2019. Đó là chiếc ngò chùa Công Phong Chóp thuộc về xã Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Như vậy theo thông tin từ ban tổ chức giải đua ghe ngò của huyện Châu Thành, đó là ban tổ chức của ghe ngò chùa Tùm Núp, ngày mai sẽ ghe ngò chùa Tùm Núp sẽ hạ thị 3 chiếc ghe ngò đều con rồng. Đó là 2 chiếc ghe ngò 2 nam 1 nữ, 1 chiếc ghe ngò rồng đỏ và 2 chiếc ghe ngò rồng xanh sẽ có tại mặt tại dòng sông Bắp Rô. Theo thông tin từ anh Thiện miền Tây TV, bây giờ bán cơm rồi. Bây giờ nói chung là thông tin thì cho biết Châu Thành ngày mai sẽ hạ thị là đó là Tùm Núp, Phnom Loca và Champa. Bởi vì Châu Thành bữa nay là Công Phong Chóp hạ thị trước. Đây là một ghe ngò rất là nổi của huyện Châu Thành, đó là chiếc ghe ngò chùa Công Phong Chóp. Chiếc ghe ngò chùa Công Phong Chóp mang màu áo xanh đọt chuối và nón đọt chuối, và chiếc ghe cũng màu đọt chuối, đó là chiếc ghe ngò chùa Công Phong Chóp của huyện Châu Thành. Mình cũng rất mong là năm nay chùa Công Phong Chóp sẽ gây bất ngờ lớn tại dòng sông Mapro vào năm 2023 này. Thì nói chung tôi cũng là huyện Châu Thành, cũng một công dân của huyện Châu Thành, thì tôi cũng rất là ủng hộ cho ghe ngò chùa Công Phong Chóp, và ngày mai sẽ ghe ngò chùa Phnom Loca của xã Phú Tâm và ghe ngò Champa thuộc về xã Phú Tân cũng sẽ có mặt tại dòng sông Mapro vào ngày mai, ngày 21 tháng 11 năm 2023. Có thể là các ghe ngò sẽ có mặt khoảng 12 giờ trưa. Mình cũng thông tin là nói chung bữa nay thì có 2 chiếc ghe ngò này thôi, còn các ghe ngò khác thì mình chưa biết nha. Mình chưa biết thông tin là ghe ngò nào bữa nay có thể ra nữa. Mình cũng có nghe thông tin là ghe ngò của chùa Tức Prai và ghe ngò chùa Băng Rạch Chấp Chá bữa nay cũng sẽ có mặt tại dòng sông Mapro, nhưng mà hiện tại thì mình chưa nghe thì thấy là ghe ngò có mặt tại dòng sông này. Như vậy là theo thông tin từ anh Thiện miền Tây, đó là ghe ngò Sơn Ke của thủ đà xuống ghe để thử tốc độ lượt thứ hai và thay cần câu mới, thay cần câu sao mới, đó là ghe ngò chùa Sơn Ke. Liệu năm nay ghe ngò chùa Sơn Ke có gây bất ngờ lớn tại dòng sông Mapro này không? Chúng ta hãy chờ xem ngày 14-15 chúng ta sẽ biết kết quả. Đó là ghe ngò chùa Sơn Ke. Đó, như vậy là ghe ngò chùa Sơn Ke hiện tại là đang xuống ghe để mà thử tốc độ lần thứ hai. Mình cũng rất mong là ghe ngò chùa Sơn Ke sẽ thử tốc độ với ghe ngò chùa Công Phong Chóp để có một màn thử tốc độ để cho khán giả xem đẹp mắt tại dòng sông Mapro. Đây là ghe ngò chùa Công Phong Chóp, cũng các vận động viên cũng đã xuống ghe để chuẩn bị thử tốc độ lần thứ nhất. Ông nói gì nhỏ không nội? Ông Châu Thành nghe ông, đủ mấy. Ông Châu Thành ông đi băng chóp là bị hốt nghe. Nói nãy giờ khổ ổng rồi bạn ơi, chim nước uống rồi. Anh nói dữ lắm.
Đây Gen Ngo đã cầu thủ đã xuống xong em. Nhiều tiền anh. Đây cái tiền anh này. Như vậy là cầu thủ của Kompong Top đã xuống ghế các bạn ha. Đó là Gen Ngo chuột Kompong Top xã Nghiệp Nguyền Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Đó là Gen Ngo chuột Kompong Top mặc áo màu xanh đọt chuối và nón xanh đọt chuối và chiếc ghe cũng màu xanh đọt chuối. Đúng ra là cái chiếc ghe ngò này rất là nổi luôn tại dòng sông Mắc Rô. Rất là nổi. Trời nắng như vậy đó, màu áo rất là chói chang luôn. Giữa dòng sông Mắc Rô là hiện tại là ghe ngò chuột Kompong Top là nổi nhất. Đó là màu áo với nón với màu ghe. Ôi trời má khô trong này nữa. Tôi công có xôi cho ngó mấy. Ngữ xôi hay không mình hả? Cụ dùng màu tiếp hả? Màu màu ấy bọn máu nè. Ồ, vậy là theo thông tin của người em, thông tin cho biết là ghe ngò chuột Phú Tức bữa nay sẽ ra thử tốc độ ngày thứ ba. Đó là ghe ngò chuột Phú Tức. Như vậy chuột Kompong Top chuẩn bị xuống cầu thủ đầy ghe sẽ thử tốc độ. Rồi phía bên xa xa bên kia là ghe ngò Sân Ke. Đây Sân Ke, Sân Ke. Đó ghe ngò Sân Ke cũng cầu thủ xuống ghe luôn nha. Cầu thủ xuống ghe chuẩn bị thử tốc độ lần thứ hai mới thay Trần Công sau. Đó là ghe ngò của anh Thắng miền Tây. Bây giờ mình sẽ review chiếc ghe ngò Kompong Top trước đi, thử tốc độ trước đi. Đại chiến bay là trục bỏ phía thầy mối thằng mày chiến ơi, chiến thử đăng ký thầm sớm vui danh vui. Con khỉ á cũng có nhầm bản đó, bản bị đó rồi. À, như vậy là ghe chuẩn bị ra các bạn ha. Đây là ghe ngò chuột Kompong Top. Hả? Ghe này ghe Kompong Top mới lên Hoa Văn. À, cách đây khoảng 1 tháng trước. Hoa Văn mới. Và với cái màu ghe này, với màu áo với màu nón là hợp luôn. Đó là màu xanh đọt chuối. Nguyền Châu Thành hiện tại là có 6 chiếc ghe ngò tham gia lễ hội Ấn Bốc năm 2023. Đó là ghe ngò Chồng Quýt mới, ghe ngò Champa, ghe ngò Proloka và ghe ngò Kompong Top và ghe ngò Tôm Núp 1, Tôm Núp 2. Đó là ghe ngò nam, còn ghe ngò nữ thì tham gia một chiếc, đó là ghe ngò nữ của Chuột Núp. Rồi như vậy là Sân Ke cũng đã ra luôn. Sân Ke là mới ta đổi chân cầu mới nha. Ghe mới nha, ghe Sân Ke là ghe mới, ghe này là mới hạ thủy. Hôm qua. Ghe này mới hạ thủy hôm qua, bữa nay thử tốc độ lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất hình như là thử tốc độ chưa đạt thì bữa nay ghe đã xuống và thay chân cầu sau. Thử tốc độ lần thứ hai, đó là ghe ngò Sân Ke. Và ghe Kompong Top cũng đã chuẩn bị xuất phát. Tôi rất mong là hai anh YouTube bên tay phải tôi nói chuyện lớn chút để bà con ta biết thông tin về các ghe ngò. Các anh nói chuyện giống như là mấy anh cũng giống như là mấy anh nói chuyện đâu nghe hết đi. Đúng không? Ông nội tâm ngồi chụp lén chụp hình mình nửa giờ nè. Này hay này, này bây giờ là còn hơn ông Trường Dương đó.
Đó, ghe chuẩn bị xuất phát, đó là ghe ngò chùa Công Con Chóp của Viền Châu Đền. Rồi, như vậy là ghe cũng đã chuẩn bị ra nghe. Giờ là ghe sân ke ghe mới cũng ra luôn. Đây là lượt thứ hai, thay dần câu sau, thay câu mới. Đó. Và đây là Công Con Chóp. Ghe chưa ra được đó bạn. Còn hơi lần chừng gì đó mình không biết, đợi gì mình không biết ha. Ghe còn chưa ra. Các vận động viên, cổ động viên của ghe ngon Công Con Chóp đến rất là nhiều, rất là đông. Hai bên bờ kè bên kia nè, bờ kè bên khán đài à. Rồi như vậy là sân ke đi, thử tốc độ bơi xuống dưới nha, không có bơi lên trên nè. Bơi xuống dưới kia hả? À, quá mạnh, nguyên viên sân ke là tập 2 tháng mấy? Tập 2 tháng mấy là mạnh nhất Sóc Trăng. Mà tôi mới từ lúc 2 dài nhất năm lắm nè. Ừ. Sân ke như thế nào mình thấp đó. Nó từ lúc 2 là dài nhất đó. Anh ông nói cua đang ấy. Mà nhưng mà tới tôi. À nhắn à bà. Cua có đang mơ sơ đang nói à. Dân ông bị đạm đấy. Dân mà dân thấp tiên tú. À. Thầy thấy đúng thấp ông bị đạm. À. Anh nhắn làm đi cấp cấp tiêu bên cái nam ơi. Ba. Đây chuẩn bị xuống ghe. À chuẩn bị bơi luôn em. À người ngồi mũi đó là mặc áo màu đỏ và nón màu đỏ. Hang vừng màu đen à, đó là người ngồi mũi à, ghe ngon Công Con Chóp. Tụ đâu thấy tao nó chạy rồi, đâu có dám lại gần, đâu có dám lại gần đâu. Ba à, dân về chăm thôi à. Đó là ghe ngon chuẩn bị thử tốc độ mà, đó là ghe ngon Công Con Chóp.